Chào các bác và anh em. Vâng, chào mừng các bác và anh em quay trở lại kênh YouTube của bên công ty Zika chúng nhé. Hôm nay là ngày 18 tháng 11, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Xin chúc các bác và anh em có một ngày khởi đầu. Vâng, có một ngày mới khởi đầu mọi công việc suôn sẻ và thành công. Với cái chiếc feedback ngày hôm nay thì bên công ty chúng em đang test và kiểm tra gửi cho anh Bảo. Anh Bảo, anh ở tỉnh Cà Mau. Ok, anh Bảo nhé, con feedback này của anh là hàng chính hãng của WeWork, một thương hiệu mà bên nhà chúng em đang là đại sứ. Hàng chính hãng, vâng, chính hãng của WeWork. Khi các bác và anh em sử dụng đến những cái dòng này thì các bác và anh em yên tâm, hoàn toàn yên tâm về cái chính sách hậu mãi sau này của chúng em nhé. Và cái dòng này thì nó chống rất là tốt, đặc biệt nó sẽ không làm hỏng cái tiếng mic của các bác và anh em đi. Đây là giao diện mặt trước, rất là đơn giản, và nó có cái màn hình, và khi chúng ta cắm nguồn, bật nguồn lên, nó sẽ hiển thị cái dòng chữ DSP này và dạng bóng LED màu trắng. Em sẽ quay đằng sau một chút, và em đang ghép cùng với một bộ mic không dây. Chúng ta nhìn về cái mặt đằng sau, đầu tiên là nhìn về sau đây, con chống hú này của chúng ta thì nó sẽ có những cái đường vào và đường ra. Và với cái cấu hình giao diện mặt sau thì nó sẽ cho chúng ta những đường vào và đường ra, như là đường vào và đường ra nó sẽ có cắm nông và thêm hai đường ra bằng 6 ly nữa. Cái này nó cho chúng ta lựa chọn đưa sử dụng đường ra bằng cái dây hai đầu 6 ly để cắm trực tiếp vào vang hay là tăng âm nhà chúng ta, và đường cắm mic đấy. Thế là hai đường vào là hai đường input, input 1, input 2 sẽ bằng cắm nông, và input output 1, output 2 cũng sẽ có một đường chuẩn cắm nông ra, và trang bị thêm hai cái cổng giao bằng 6 ly này nữa. Cái này nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn dây đưa cái tín hiệu mic ra sau. Điện sẽ là 200, nó có thể cho chúng ta lên là tầm 230V nhé. Cái này thì nhà các bác điện khỏe không lo, và đầy đủ các thông số cảnh báo này. Và em đang ghép đây, em đang ghép nối với bộ mic không dây nhà em. Tất cả các đầu thu sóng của các bộ mic không dây trên thị trường hiện nay nó sẽ có hai cái đường ra cầm lông này. Hai đường ra cầm lông này nó sẽ là đường kênh 1 và kênh 2, hoặc là kênh A và kênh B, nó có ký hiệu. Và hai cái đường này thì nó sẽ mặc định là một đường ra là tông nam, một đường ra là tông nữ. Nếu các bác mà dùng cái đường này, đường ra của kênh B, kênh A, kênh B, nghĩa là mic A, mic B đấy. Thường chúng ta lấy bằng cái sợi 6 ly thì chúng ta sẽ lấy chung. Khi chúng ta hát thì hai mic nó sẽ ra cái chất âm như nhau, nhưng khi chúng ta đi bằng cái đường cam nông này thì nó sẽ đưa ra chúng ta hai cái chất lượng mic khác nhau, đó là một tông nam và một tông nữ. Chính vì vậy chúng ta đấu feedback chúng ta sẽ đưa đủ hai cái đường dây cam nông này. Với cái hai đường dây cam nông này đây, như em đang đấu đây, lấy tín hiệu từ cái đầu mic nhé. Thay vì chúng ta dùng cái dây 6 ly thì chúng ta sẽ lấy bằng hai cái dây cam nông này. Từ đây là cái đầu thu phát sóng của mic nhá, mic không dây nhá. Em đưa tín hiệu vào đường in của con chống hú. Đây các bác nhá, em đưa vào đường in của con chống hú, và em lấy tiếp hai cái sợi dây cam nông ra 6 ly để em lại đưa cái đường input của con chống hú. Đây. Em đưa đường input của con chống hú, em đưa vào cái đường in của mic trên con vang này em. Có nghĩa là chính hai sợi dây này sẽ lấy tín hiệu từ con chống hú nó đã xử lý xong. Đây là hai đường lấy tín hiệu từ mic này, hai đường dây cam nông hai đầu nhá. Nó lấy tín hiệu từ đầu thu sóng của mic, từ cái đầu của bộ mic không dây, đưa vào đường in của tín hiệu từ đầu mic nhá, đưa vào đường in của chống hú. Khi chống hú nó cắt bỏ cái ngưỡng cao đi, nó xử lý xong hết rồi thì nó đưa ra cái đường out này. Đường out thì em sẽ lấy hai cái sợi dây cam nông hai đầu chuyển ra 6 ly nhá, để chúng ta đưa vào tăng âm hoặc là vang của chúng ta. Đây đường in đây, đường out đây. Đấy. Khi các bác mua cái chống hú bên chúng em sẽ tặng cho các bác bốn sợi dây này. Hai sợi này sẽ là cam nông hai đầu này, đực và cái này. Và hai sợi này sẽ là hai đầu cam nông cái chuyển ra đầu 6 ly để em đưa vào cái đường mic đây. Ok, bây giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác nhé. Các bác hoàn toàn yên tâm, riêng cái con chống hú này sẽ không hề bị méo tiếng.
liệt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây các bác có thể nghe em vừa thử tiếng mic ấy. Nó chống ú rất là tốt. Chĩa thẳng và chép nhé, chĩa thẳng vào hai con cặp chép loa full của chúng em. Chống ú cực khỏe, và tiếng mic thì rất là hay, không bị méo, không bị móp méo đi chút nào hết. Lệch 1, 2, 3, 4, 5, 6, lệch 5, 4, 3, lệch. Đấy, các bác anh em có thể thấy được em để cái mic nhá, em vẫn bật nhá. Chống ú tuyệt đối, không bị xấu tiếng mic. Ok, anh Bảo nhá. Anh Bảo anh ở Cà Mau đây. Chiếc được chống ú XTR của chúng em thì anh đã cọc cho chúng em 300. Giá của sản phẩm này là 2 triệu 3 nhá, 2 triệu 3 cho chiếc chống ú XTR. À, em xin lỗi, 2 triệu 3 cho chiếc chống ú của WeWood, hàng chính hãng. Hàng chính hãng của Mỹ. Và anh em, các bác và anh em nếu mà đang muốn tìm trang bị thêm cho mình cái dàn nhà mình một cái chiếc chống hú thì cứ có thể liên hệ trực tiếp tới bên công ty Zika chúng em, hai số hotline kìa. Ok, bây giờ em sẽ dừng video để đóng cho nhân viên đóng hàng với tranh bảng. Sản phẩm này hiện đang có tại công ty Zika chúng em nhé. Mọi chi tiết và thắc mắc các bác có thể liên hệ trực tiếp cho chúng em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác và anh em vào những video clip sau.